Như vậy thì mình xây dựng câu chuyện, mình phải làm rất là khéo. Mình dựng lên một cái nhân vật nào đó. Nhưng trước khi mình nói về nhân vật thì mình nói về cái khát khao. Và cái khát khao này là khát khao của thị trường tiềm năng. Làm doanh nhân thì phải biết kể chuyện. Là doanh nhân thì phải biết kể chuyện. Và cái câu chuyện marketing nó ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Thế thì câu chuyện của chúng ta nó gồm có hai cái trường đoạn. Đầu tiên là cuộc đời nó gặp phải những cái khó khăn. Nó đang từ cái điểm A này, nó rơi xuống cái điểm C rất là đau khổ này. Và sau đó nó ráng ra, nó tiếp tục nó cắm đầu đi xuống, thì nhờ có một cái nỗ lực nào đó thì chúng ta lại đi lên. Mà đi lên thì chúng ta đi lên cái điểm B. Điểm B này cao hơn điểm A và nó còn tiếp tục đi lên bên trên nữa. Đấy, câu chuyện nó là như vậy. Nó đi xuống, bùm, nó đi lên điểm B cao hơn điểm A và tiếp tục đi lên. Kết cấu của câu chuyện nó là như vậy. 7 cái thành phần để kể một câu chuyện tuyệt vời. Thành phần thứ nhất, đó là cái khát khao, cái mong muốn. Cái khát khao mong muốn ở đây là Hà Nội đánh bật Hà Ngoại. 37% từ một doanh nghiệp nhỏ. Đấy, là như vậy. Thằng nhỏ, tôi muốn không phải để cho nước ngoài chiếm nước ta, mà 37%. Rồi. Như vậy thì khát khao mong muốn này trong câu chuyện là khát khao mong muốn của nhân vật trong câu chuyện. Nhưng nó là khát khao của độc giả. Ví dụ như cụ thể ở đây là khách hàng tiềm năng của bạn. Là khát khao của tiềm năng khách hàng của bạn. Như vậy thì mình xây dựng câu chuyện, mình phải làm rất là khéo. Mình dựng lên một cái nhân vật nào đó. Nhưng trước khi mình nói về nhân vật thì mình nói về cái khát khao. Và cái khát khao này là khát khao của thị trường tiềm năng. Hai, cái thành phần thứ hai là những rào cản, những cái khó khăn khiến cho cái ước mơ đấy nó chưa thành hiện thực. Những cái rào cản, những cái khó khăn khiến cho ước mơ chưa thành hiện thực. Ba, Các nhân vật phản diện. Ghi chú. Các nhân vật phản diện càng lớn thì nhân vật anh hùng càng lớn. Bốn, cái kế hoạch, cái diễn biến để làm cho điều mong muốn trở thành hiện thực, cái kế hoạch. Có thể xuất hiện những nhân vật ủng hộ. Năm, mô tả những cái chi tiết, những cái trận đánh, chiến đấu với nhân vật phản diện, nỗ lực vượt qua những rào cản để đạt được thành tựu mong muốn. Rồi, năm là chiến đấu theo kế hoạch 4 với những nhân vật phản diện 3, vượt qua những rào cản 2 để đạt được mục tiêu 1. Sáu, cái kết quả đạt được sau trận đánh. Điểm B, kết quả này phải cao hơn A. Bảy, diễn tiến tiếp theo
một vài ví dụ về diễn tiến tiếp theo. Ví dụ như lúc này cái mục tiêu đạt được B đó có thể chuyển thành A để rồi có một mục tiêu cao hơn nữa ở đằng phía trước. Hoặc có thể xuất hiện một nhân vật phản diện 3A mới để câu chuyện nó được tiếp tục ở tập sau. Và cứ như vậy câu chuyện thương hiệu được hình thành. Nếu bạn muốn xây dựng câu chuyện thương hiệu thì cái kết quả cuối cùng là cái sản phẩm đó, cái vật chất đó giúp đỡ được cái đám đông. Nếu bạn muốn bán hàng thì cái sản phẩm đó giúp đỡ được một nhân vật cụ thể giống như nhân vật ta đang muốn bán hàng. Bạn muốn thuyết phục một ai đó thay đổi thì cái nhân vật đó giống với nhân vật mà bạn muốn thay đổi. Ta lấy một vài ví dụ cho dễ hiểu này. Bây giờ ta ví dụ như ta muốn dạy con nhỏ của chúng ta thay đổi hành vi của nó bằng việc nghe lời người lớn, không la cà ở ngoài đường và đi thẳng vào mục tiêu. Ta sẽ dùng chuyện gì để kể cho nó nghe? Chuyện gì ạ? Vâng, chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ là nhân vật ở đây. Vậy mục tiêu của cô bé là chăm sóc bà và nghe lời người lớn. Nhân vật, những cái khó khăn ở đây là quãng đường rất xa, đồng thời có rất nhiều cám dỗ trên con đường đó. Nhân vật phản diện ở đây là con sói với chiếc lưỡi rất dài, bàn tay rất to. Nhân vật phản diện này đã ăn thịt cô đó, đã đi theo cô đó về nhà. Và sau đó nó đã ăn thịt bà, nên cô gái quàng khăn đỏ đã phải bình tĩnh lập kế hoạch để diệt chết cái con chó sói này, mổ bụng nó, lôi bà ra. Bà lại vui vẻ hạnh phúc, và từ đó trở đi bước 7, cô trở nên nghe người lớn và không la cà nữa. Dễ không? Có dễ hiểu không? Thế cho tôi tràng vỗ tay thật lớn nào. Rồi, cái câu chuyện của Việt Nam thì nó không như thế. Nó luôn có một cái bi kịch ở phía cuối câu chuyện. Ta lấy chuyện cổ tích của Việt Nam để phân tích chuyện cổ tích với Tây, ta sẽ thấy rõ điều này. Nhưng bây giờ ta có thể bỏ, khi ta kể chuyện cho con, ta bỏ cái phần bi kịch đi là được rồi. Ta lấy ví dụ câu chuyện về nhân quả, ăn khế trả cục vàng. Nhân vật giúp đỡ ở đây là con chim đại bàng. Nhân vật phản diện ở đây là người Anh. Khát khao mong muốn ở đây là trở nên giàu có. Khát khao mong muốn là giàu có từ trong quá khứ rồi. Thông điệp ở đây muốn gửi đến là người cho đi là người chiến thắng, giver gain. Còn người tham lam, độc ác thì sẽ phải nhận hậu quả. Nhưng ta chỉ cần, trong giáo dục hiện đại ta chỉ cần là người cho đi là người chiến thắng là được rồi, không cần phải... Vậy thì diễn tiến câu chuyện là gì? Đó là người em rất là nghèo và trăm cây khế cho người cha để lại. Rồi có ngày con chim, nhân vật giúp đỡ, phát hiện ở đó. Nó đánh đuổi nó đi. Thì nó kêu ăn cây khế, ăn quả khế, trả cục vàng. May túi ba gang mang đi mà đựng. Thế là người em may một cái túi ba gang đi theo con chim. Con chim trả vàng, kết cục rất là đẹp. Thế nhưng bao giờ cũng vậy, bắt đầu sinh mâu thuẫn. Người Việt thích mâu thuẫn mà, nên phải có mâu thuẫn nó mới hay. Vậy thì bắt đầu xuất hiện người Anh may túi 12 gang, xuất hiện con chim nặng quá, lòng tham bảo thả đá đi, không thả. Thế là cứ ôm lấy cục đá đấy, con chim nó liệng nghiêng mình, nó ném cả đá cả anh xuống, chết. Thế thì câu chuyện luôn luôn có hai option như vậy, thì nó mới là câu chuyện cổ tích Việt Nam.